Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân và du khách thập phương, để chào mừng lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế 1884-2024, Nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân trân trọng gửi tới quý vị một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Và lời đầu tiên, cho phép Thu Hường cũng là một người con của quê hương Bắc Giang xin được thay mặt cho tập thể nghệ sĩ diễn viên Nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, và trước khi đến với chương trình nghệ thuật đặc sắc ngày hôm nay, Thu Hường xin được giới thiệu đến dự với chúng ta có sự hiện diện trân trọng của đồng chí Đào Duy Trọng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Yên Thế. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thanh, thường vụ huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Yên Thế. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Triệu Văn Phương, trưởng phòng văn hóa và thông tin, phó trưởng ban tổ chức lễ hội huyện Yên Thế năm 2024. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Trung Dũng, huyện ủy viên, chánh văn phòng huyện ủy Yên Thế. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân huyện Yên Thế, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, nhân dân, du khách tham gia lễ hội ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây Thu Hường xin được giới thiệu một màn hát múa rất đặc biệt và hoành tráng đến từ giọng ca của Sao Mai Khắc Tiệp, Nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân, cùng với các nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Nghệ, Việt Nam đất nước ta ơi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn giọng ca của nam ca sĩ Sao Mai Khắc Điệp và các nghệ sĩ múa của nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân.